Hello anh em. Nay sau những ồn ào thị phi quá. Anh tí xíu xịt giùm em cái này luôn cho nó sạch cái chấm. Mình quay cái con CBR. Mình đang dọn xong tí xíu đi giao đổi xe với ông anh. Thì xe thường mình bán anh em sẽ để ý. Sơn nhông dĩa, bố thắng, vỏ xe đều là đồ mới hết. Nè. Anh em nhìn. Đó. An toàn cho chủ xe. Bình cũng là bình top line. Bình này là TTZ 10S mới new. Thì một số vàng dậm lại. Xe này mình bán đây. Bô AK Movix đồ chơi xịn. Đó. Xe này nó bảo dưỡng tổng quát rồi. Nhớt mới, mọi thứ mới hết. Bố trắng thắng trước là SBS luôn. Chỉ có cái tay này nè, cụm dây thắng hay là cụm zin, nhưng mà cái tay này là tay dỏm thì nó bị chúi vô trong chút ha. Hành trình nó dài do nè, anh em nhìn nó lỏng lẻo lắm. Bên tay cô cũng vậy đó, nhìn nó lỏng lẻo không? Thì mình sẽ kiếm cái bộ tay thắng tay côn zin để thay cho ảnh đó. Xe chỉ còn như vậy thôi, xe dàn áo Trung Quốc, nói Trung Quốc cho nó lẹ. Anh em nhìn. Còn cái dàn chân sát xe thì mình mới dặm hai cái lốc máy. Lốc máy là còn nước sơn zin, sườn nước sơn zin. Dàn chân là còn nước sơn zin. Nhưng mà đời này thì giờ zin nó cũng như không, nó còn đẹp hay không rồi tình trạng xe nó còn ngon hay không thôi. Nó còn zin thì cũng như không, xe mình mới vệ sinh bảo dưỡng lại. Do chủ xe là cũng hơn nửa năm mà ít chạy á. Cái cụm ga nó bị đóng keo. Cho nên mình phải vệ sinh bướm bét rồi lại hết. Nó đóng keo, nó cứng, nó hơi nặng khực cái lúc đầu một chút. Do ảnh cũng ít chạy nữa thì nó bị đóng keo thôi chứ không có gì. Sẵn rồi dậm sơn lại kiến chiếu hậu rồi luôn. Cái chìa khóa con này đâu Bách ha? Chung. Cái chìa khóa CBR để đâu Chung? CBR 600 xanh đấy hả? Ok. Xe này là còn hai chìa khóa, chủ xe còn hai chìa khóa, đánh một chìa đưa mình. Chủ xe rất là kỹ tính. Ti nó sẽ lên tầm khoảng 1800-2000, sau đó nó sẽ xuống lại ha. Xe nào cũng vậy thôi. Xe hơi thì anh em mới nổ máy lên thì nó khoảng 1400-1500, sau đó nó xuống 800 rồi nó đã nổ máy đều rồi thì nó tuột xuống 800 thì anh em mới chạy. Nó tụt xuống rồi từ từ rồi đó ha. Nó lên khoảng tầm 40 độ đó thì nó sẽ tụt xuống từ từ. Đó, anh em thấy nó tụt xuống từ từ. Cái dàn chân dàn xe còn đẹp liền, đồ cũng mới thay hết trơn. Dở một cái là dàn áo Trung Quốc thôi. Dàn áo mình từ từ mình đặt mình mua thay sau thì được, chứ còn cái xe mình xe chất xe mình mua không được. Xe bán ra giá rất là mềm, rất mềm luôn.
cảm ơn anh em. Thì con Hornet, Hornet mình đang bảo dưỡng xong rồi thì mình dặm sơn với lại mình đã lột keo ra ha. Màu xanh đó, màu xanh nước biển thì rất là đẹp đó. Còn cái thùng xăng nữa đang đánh bát rồi lại là xong rồi. Chủ xe thì rất là kỹ mà dán đề can lên mà dán keo mờ á, cho nên là không có làm cho cái xe nó nổi lên được. Mình về mình đã lột keo ra rồi, mình đang đánh bát thùng xăng rồi mình gắn lên là xong. Anh em nào mua thì liên hệ nha, giá mình đã báo rồi rất là mềm, giá là 159 triệu, hải quan chính ngạch, chính chủ chứng giấy, đã bảo dưỡng thay nhớt hết rồi, mới thay nhớt lọc nhớt rồi lại hết, bảo dưỡng xe xong luôn rồi. Bình cũng là bình mới ha, chứ không phải là mấy cái bình của tay ga. Bên mình bán bao anh em kiểm tra, nếu mà đồ không giống như vậy mình đền tại chỗ cho anh em, đỡ anh em mất thời gian ở xa đi lại. Bố Thắng FPS rất là dày, chủ xe mới thay đó. Mâm là còn nước sơn zin em, mình chỉ mới sơn lại dàn lóc máy với máy thôi, chứ còn mâm miết dàn chân là còn sơn zin. Tại hôm kỳ gắn mấy cái ốp ở đây nè, nó bị chày mấy cái chày mấy cái chỗ này. Chỗ này thì quẹt ở ngoài xếp lông là sẵn mình xịt luôn cho nó sạch. Nó chạy trên đó đó thì mình sơn lại, chứ để vô nhìn nó cũng mất thẩm mỹ. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào cần thì alo nha.